nhìn mình xào nè các bạn, mình xào nấm và đậu hũ mà nó không có ra nước, các bạn thấy không, là các bạn mẹo ra là các bạn chỉ có xào, chỉ xào cho nấm và đậu hũ nó chín thật là chín, nó chín xong xuôi hết rồi các bạn hẳn cho muối hay gia vị vô thì nấm nó sẽ không ra nước. Còn nếu không các bạn cho nước, cho muối, cho gia vị vô nó sẽ ra nước. Thấy không? Nó không có miếng nước rồi hết. Giờ cho chút muối. Rồi cho chút tiêu vô nữa. Đấy. Đó. Để cho bắt đầu cái các bạn thấy nó mềm. Cái nấm bắt đầu nó ướt đó. Vậy thôi, mẹo của Liên là vậy. Hôm qua mình có nói với lại mọi người rằng là cách xào nấm nó không ra nước thì là mình xào nấm nó không ra nước là bởi vì mình không có cho muối vô đó. Không có cho muối cho nên nó không ra nước. Thì hôm qua là mình xào với rau, bữa nay mình xay nó ra nha, rồi xay ra với đậu hũ đó. Và các bạn nhìn nè, mình không có cho muối, mình không có cho muối và gia vị, cho nên khi mình xào đó nó vẫn không có ra nước, thế mà mặc dù nấm mình xay ra, nấm này là nấm châm tiên, là cái nấm trắng bình thường thôi, nó ra nước dữ lắm, nhưng mà tại vì mình không cho muối, không cho gia vị cho nên nó không có ra nước. Các bạn nhớ một điều như vậy, các bạn bỏ đồ ăn xong xuôi hết, làm xong xuôi hết các bạn mới cho gia vị vô thì nhắc xuống là vừa. Còn nếu mà các bạn thấy không, không có miếng nước nào ra, thấy không, đó cho mọi người thấy, chứ nếu không á là nó ra nước.